Ngân hàng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thông báo kể từ tháng 10-2022, hai mệnh diện mới của động tiền mệnh giá 10.000 kip và 20.000 kip sẽ được phát hành và cho lưu thông. Nhận diện cũ của hai mệnh giá 10.000 kip và 20.000 kip phát hành từ năm 2003 sẽ không bị hủy bỏ. Thiết kế mới của hai mệnh giá tiền giáp phát hành được điều chỉnh từ cơ sở nhận diện cũ hiện đang lưu thông, được phát hành từ năm 2003 cho đến nay. Ngân hàng Trung ương Lào cho biết, cả loại tiền cũ và mới sẽ được lưu hành song song với nhau. Nhận diện cũ của hai mệnh giá 10.000 kip và 20.000 kip sẽ không bị hủy bỏ. Được ra mắt từ năm 2003, đồng 10.000 kip và 20.000 kip là mệnh giá cao nhất ở thời điểm đó sau 19 năm lưu thông. Nhu cầu của sự phát triển và thay đổi về công nghệ là lý do cho việc thiết kế và phát hành nhận diện mới của hai mệnh giá tiền nói trên, theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Lào. Cùng với đó, việc thay đổi nhận diện được triển khai từ năm 2018, chính thức được phê duyệt và phát hành vào năm 2020. Đây cũng là năm được in chính thức lên phiên bản mới của hai mệnh giá tiền nói trên. Ngân hàng Trung ương Lào cho biết thêm, đồng tiền mới có chất lượng và tiêu chuẩn tương đương với các nước trong khu vực, sử dụng kỹ thuật in và chống làm giả hiện đại, được cải thiện về tính thẩm mỹ và dễ phân biệt. Các điều chỉnh quan trọng trên nhận diện mới của hai mệnh giá tiền chủ yếu nằm ở công nghệ in ấn. Các hình ảnh địa danh trên mặt sau được giữ nguyên nhưng thiết kế thẩm mỹ hơn. Ngoài ra, quốc huy Lào trên các tờ tiền mới sẽ phát hành dưới ánh đèn cực tím quốc huy được in nổi hình chủ tịch cây Sổn Phong vi hàn và mệnh giá tiền sẽ được thể hiện rõ ở cả hai mặt khi gặp đủ ánh sáng Vẹt chống làm giả thay đổi màu theo góc nghiêng và được in chìm thêm mệnh giá tiền bằng ký tự lào